Xin chào các bạn thân mến. Pin dự phòng đang dần dần trở thành một thứ không thể thiếu của chúng ta khi sử dụng điện thoại với mật độ cao mà lại không phải lúc nào cũng có nơi để sạc máy. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc pin dự phòng mà mình rất thích, đó là Yobao 16.000 mAh. Ở màn đằng trước này chúng ta sẽ có hình ảnh của máy. Phía bên dưới này là một vài những thông tin cơ bản, như là nó nặng 440g, dung lượng là 16.000 mAh. Đầu tiên mình có cục pin dự phòng màu trắng, rất là nặng. Phía bên dưới này là một sách hướng dẫn sử dụng và nó rất bé thôi, thật ra nó là một tờ giấy để gặp lại. Và cuối cùng là một cáp microSD. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Yobao 16.000. Chiếc sạc dự phòng này có thiết kế hoàn toàn bằng nhựa nguyên khối màu trắng rất đẹp mắt. Tuy nhiên mình thấy là máy khá to và nặng khi mà so sánh với các sạc dự phòng của hãng khác, có lẽ đó là do dung lượng của nó lớn hơn nhiều. Ở mặt đằng trước ta sẽ có logo của hãng Yobao. Mặt đằng sau này là một vài những thông tin cơ bản của sản phẩm. Phía bên trên có một phím nguồn. Nếu như ấn một lần thì các đèn LED ở đây sẽ được bật lên và nó sẽ cho ta biết cái dung lượng pin còn lại. Còn nếu như ấn lâu hơn thì chiếc đèn ở đây sẽ được bật lên nhé. Bên cạnh trái máy cho ta hai cổng ra, một cổng là 5V 1A và một cổng là 5V 2A. Còn ở phía bên dưới này chính là cổng microSD. Bây giờ thì mình sẽ thử cắm sạc ngay. Như bạn thấy thì ngay lập tức máy đã nhận sạc rồi. Nếu như thích chiếc sạc dự phòng này, bạn có thể mua máy tại Hoàng Hà Mobile với mức giá khoảng 500.000 nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.